Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lại Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chữ chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài niềm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 14 từ câu 21 đến câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Ông Giuđa, không phải Giuđa Iscariot, nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con mà không tỏ mình ra cho thế gian? Đức Giêsu đáp: Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. Các điều đó, Thầy đã nói với anh em đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều, và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Anh chị em thân mến! Một buổi tối nọ, viên sĩ quan trẻ tuổi người Pháp tên là Jacques de Foucault say mê kể cho gia đình nghe những cuộc thám hiểm của anh ở Maroc. Người chăm chú theo dõi câu chuyện của anh nhất đó là cô cháu bé chưa tròn 10 tuổi. Khi anh vừa chấm dứt, cô bé đã bất thần đặt một câu hỏi như sau. Thưa cậu, cháu đã thấy cậu làm được nhiều việc vĩ đại. Thế cậu đã làm được gì cho Thiên Chúa chưa? Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Đức Giêsu muốn nhấn mạnh mối liên kết giữa lòng yêu mến và sự trung thành với giáo huấn của Ngài. Không thể nói yêu mến Ngài nếu không nghe lời của Ngài. Không thể thi hành lời Ngài trọn vẹn nếu không vì yêu Ngài. Tình yêu được biểu hiện cụ thể qua hành động tuân giữ trong sự tự nguyện. Điều khát mong của Đức Giêsu được bày tỏ qua lời trăn trối của Ngài: Hãy yêu thương nhau. Yêu Chúa thật là yêu thật mọi người. Quả vậy, điều kiện chứng tỏ có lòng yêu mến Chúa và được Chúa yêu thương đó chính là lắng nghe và thực hành lời Chúa. Chính Đức Giêsu nhắc lại điều kiện để được Chúa yêu mến, đó là tuân giữ lời Chúa. Trái ngược với điều này là ai không yêu mến Thầy thì sẽ không giữ lời Thầy. Cách nói này có ý nhấn mạnh về tình yêu. Tình yêu là động lực thúc đẩy để tuân giữ lời Chúa. Tình yêu này không thể áp đặt. Chúa tôn trọng tự do của con người. Vì thế, người trao cho chúng ta, những Kitô hữu, một vai trò trung gian. Đó là giới thiệu Chúa, trình bày về Chúa cho những người chưa biết Chúa. Câu hỏi của cô cháu gái trong câu chuyện trên đây chắc hẳn cũng làm cho chúng ta phải suy nghĩ. Có thể chúng ta đã đạt được rất nhiều thứ, bằng cấp, danh vọng, địa vị, vân vân. Nhưng thử hỏi, chúng ta đã làm gì được cho Chúa? Lạy Chúa,
Xin cho chúng con biết thể hiện tình yêu chúng con dành cho Chúa qua việc tuân giữ lời Chúa và thực hành điều Chúa dạy trong cuộc sống hàng ngày, để nhờ đó sẽ có nhiều người tin vào danh Chúa hơn. Amen. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài niềm chất nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.